tên là Đặng Nguyệt Anh, là học sinh lớp 8 Sydney của trường The Dewey Schools. Tôi là Tạ Minh Quang, là phụ huynh của cháu Đặng Nguyệt Anh. Và con đã học ở đây từ năm lớp 4. Và vừa rồi con còn tham gia cuộc thi học bổng của trường Dewey. Con thấy khá là vui tại vì là mình đã giành được một cái phần thưởng mà lớn như thế. Có thể nói cảm xúc đầu tiên của tôi cũng như là vợ là rất là xúc động. Cái xúc động đấy nó trong một cái lúc mà nhận thông tin ấy thì mình cảm thấy xúc động, sau đó là mình cảm thấy nó cứ dâng trào lên ạ. Thì tại sao lại như thế thì nó là cái sự tích lũy của rất nhiều những cái cố gắng, những cái nỗ lực, không phải của gia đình đâu, của hai vợ chồng đâu, mà cả của nhà trường nữa. Trong cái quá trình thi thì trong đầu con luôn có một cái suy nghĩ, đó chính là mình sẽ nghĩ về việc về những cái đối thủ của mình sẽ viết gì ở trong những bài luận, hay là sẽ nói gì với những cái người judge ở trong phần phỏng vấn. Và tại vì trong cái kỳ thi viết luận ấy, nó có 4 đề tài chúng ta có thể chọn, và con sẽ nghĩ xem những cái thí sinh khác sẽ chọn đề tài nào nhiều nhất, và con sẽ cố gắng chọn cái đề tài nào mà được chọn ít nhất để mình có thể stand out, và cũng là để thử thách bản thân hơn. Qua 4 năm học ở Dewey thì con cảm thấy là con đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô bé rất là nhút nhát và đây đến bây giờ con đã trở nên tự tin hơn nhiều. Từ những ngày đầu thì con đã thấy rằng Dewey có một cách giáo dục rất khác với những cái trường mà con đã từng học. Chương trình giáo dục thứ nhất thì nó cho học sinh một cái nhìn khác về mọi thứ quanh ta. Nó cũng thúc đẩy sự tự tin và cái sự sáng tạo của con. Môn học mà con yêu thích nhất thì sẽ là tiếng Anh. Tại vì trong cái tiết tiếng Anh ý, cái tương tác giữa học sinh, thầy cô và học sinh với học sinh nó rất là cao. Và hơn nữa là trong cái lớp đấy, bọn con thường được các thầy cô cho tổ chức những cái trò chơi nhỏ, cái mini game. Thì tương tác giữa học sinh và người bên nước ngoài thì thường sẽ rất là cao. Chúng tôi đã biết đến hệ thống của mình từ hồi là còn là trường Sakura. Thế thì thời đó thì tôi cũng đã đánh giá rất là cao cái phương pháp giáo dục đó. Thế thì cái niềm tin đấy đến bây giờ thì cũng không hề, tôi không hề hối hận, bởi vì là thực tế đã chứng minh rằng ấy là trong Việt Anh thì cũng đã có những bước trưởng thành rất là đáng khích lệ. Thế còn lại hai em thì cũng có những cái bước cũng rất là tự tin và cũng rất là phát triển rất là tốt. Chính vì thế mà đến bây giờ thì có thể nói rằng đây là sự chọn rất là sáng suốt của gia đình. Tôi rất hy vọng là trong 4 năm tới là 4 năm thực sự là định hình cho bước đường tương lai của các con. Bởi vì 4 năm tới là 4 năm cấp 3. Thế thì các con học được đã được học một cái chương trình có thể nói là theo đánh giá của tôi là rất là mới và rất là thách thức, nhưng mà cũng rất là nhiều triển vọng. Thì đó là chương trình có sự liên kết với một trường rất là tốt ở Mỹ. Thế thì cái chương trình này thì tôi cũng đã tham khảo các chương trình giáo trình, tôi cũng đã nghiên cứu khá là kỹ. Tôi thấy rằng là thực sự đây là một cái cơ hội rất là tốt cho những bạn nào có thể tham gia chương trình này. Cái định hướng cái mà gia đình mong muốn ấy là cháu học hoàn thành thật là tốt cái chương trình Adventure của Dewey School. Trước đây chúng ta đã học song ngữ rồi. Thế thì Adventure nó cao hơn một bậc. Căn bậc ở đây là về hàm lượng tiếng Anh, về các chương trình, các chương trình tiếp cận với những cái chương trình mà đang đào tạo ở những nước phát triển. Thì cái đấy chính là cái cầu nối cho các con nó tránh bỡ ngỡ, và các con có 4 năm, chính xác là 3 năm để thực hiện cái việc là xóa cái gap đó để các con có thể tự tin hòa nhập vào khi các con có cơ hội để sang nước ngoài học tập. Thì nhân dịp này thì tôi cũng muốn chia sẻ sự cảm ơn rất là lớn đến nhà trường trong quá trình mà đào tạo các con, cũng như là trao cho các con cơ hội để mà có cái việc phát triển tốt trong tương lai.